Kính thưa quý vị, và trở lại với bản tin buổi tối hôm nay là phần tin cuối ngày với ký giả Nguyễn Văn Khanh. Diệu Quyên và Kim Dung xin được chào anh Khanh, thưa anh Khanh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh. Cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Dung và Diệu Quyên. Và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Bây giờ là chúng ta đã bắt đầu vào mùa mưa. Đó là điều mà bạn bè tôi ở Việt Nam nói. Bạn bè tôi bảo rằng là đúng ra là mùa mưa đang kéo dài. Và ngày hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7, tức là ngày hôm nay là ngày mưa ngâu. Ngày mưa ngâu, bạn cũng vẫn theo lời bạn bè tôi là Sài Gòn cũng mưa, Cần Thơ cũng mưa, Hà Nội cũng mưa, tức là mưa 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 khắp mọi nơi. Tháng 7 mưa ngâu, trời làm mưa ngâu để cho nghêu lang chức nữ phải xa nhau, vân vân và vân vân. Riêng với cá nhân tôi thì tôi phải thú thật, tôi cứ nhớ mãi đến những cơn mưa mà ngày Chủ nhật vừa rồi ở California. Tôi cũng nhớ những cơn mưa cuối tuần vừa rồi ở tại miền đông của Hoa Kỳ. Và thưa cùng với lại quý vị và thưa cùng với hai chị, chưa bao giờ có nhiều mưa như năm nay. Thì cái điều đó là cái điều rõ ràng. Tôi không dám nhắc đến mưa là bởi vì sẽ tranh cãi với nhau về chuyện là khí hậu nó có thay đổi hay không. Nhưng mà tôi cần phải nhắc đến mưa là bởi vì tôi nhớ có một cái kỷ niệm. Ngày hôm qua tôi có kể cho quý vị nghe là cũng khoảng giờ này 50 năm trước đây là chúng tôi về Bình Dương và chúng tôi đi nhận nhiệm sở, đi về cái trường mà mình được chỉ định để dạy học. Và tôi còn nhớ mãi là cái ngày hôm đó, buổi sáng ngày hôm đó, khi mà chúng tôi lên chiếc xe đò về trường, đi về quận Bến Cát để dạy học ở Bến Cát, thì lúc đó là trời cũng đang mưa. Trời mưa sụt sùi và tôi cứ nghĩ mãi, tôi bảo là không biết rồi là mình sẽ ra sao. Trong cái ngày đầu tiên mình đi dạy học mà lại trời mưa thì thấy nó cũng là buồn. Và quả thật là nó rất là buồn. Nó cái nỗi buồn đó là cái nỗi buồn của một người âu lo, một anh giáo chức vừa mới ra trường, không biết là cái tương lai của mình sẽ như thế nào, không biết cái trường mình dạy nó ra sao, cũng không biết là học trò của mình nó như thế nào, vân vân và vân vân. Tôi cũng còn nhớ mãi đến cái tỉnh Bình Dương. Tôi nhớ đến tỉnh Bình Dương là bởi vì buổi tối ngày hôm đó là cái đêm đầu tiên mà tôi ở trọ. Bốn anh em chúng tôi học cùng một lớp, ra trường cùng một năm, chúng tôi quyết định thuê một cái nhà trọ. Cái nhà trọ đó cho bốn người. Tối ngày hôm đó là ngày đầu tiên tôi ở trọ. Và tôi nhớ mãi là đến ngày hôm sau, thì là trước khi mà tôi đi dạy học về, thì có một cái cô ở hàng, cái cô bé hàng xóm, cô ru em. Cô cứ ru là: má ơi, con vịt nó chết chìm, con thỏ tay con bắt được, con cá lìm kìm nó cắn con. Tôi thấy rằng là rõ ràng là những cái bài đồng dao là những bài rất là hay. Con vịt thì làm sao mà chết chìm được, mà con cá lìm kìm thì bao giờ nó cắn ai đâu. Tôi cũng phải xin thưa cùng với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, cái hình ảnh con cá lìm kìm này cho mãi đến khi sang Hoa Kỳ và đi Hawaii tôi mới nhìn thấy lại cái hình ảnh con cá lìm kìm. Lúc đó tôi mới biết rằng là người ta có lìm kìm biển và người ta có lìm kìm sông. Tôi cũng không bao giờ quên được cái ngày mà tôi nhìn thấy con cá lìm kìm ở Hawaii. Tôi bảo là chứ có phải mày đấy không, có phải là mày đi từ Việt Nam sang đây giống như tao hay sao đấy trời. Nhưng mà hóa ra không phải là như vậy, nên là đã thưa cùng với lại quý vị và hai chị là nó sống ở biển, nó sống ở và nó sống cả ở sông nữa. Đó là cái câu chuyện của con cá lìm kìm. Tôi cũng vẫn còn nhớ đến cô bé ở nhà bên cạnh, và cô bé học trò cô được 90 tuổi. Và cô phải nhận giữ nhiệm vụ cô cho giữ em, là cô ru những câu ru rất là buồn cười, chẳng hạn là cái câu là: má ơi đừng gả con xa, đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Trời ơi là trời, tại sao mà một cô 9 tuổi mà cô đã nghĩ đến cái chuyện như thế. Tôi bảo tôi chắc là phải là cô 19-20 tuổi mới nghĩ như vậy. Sau đó thì bạn tôi bảo là không, cái này là bởi vì nhỏ này nó nghe má nó ru con thì là bây giờ là nó cũng bắt chước má nó thôi, tức là bà nội bà ngoại ru má nó, rồi là má nó ru em nó, rồi là bây giờ là nó cứ bắt chước như vậy thôi. Cái câu chuyện nó làm như vậy nhưng mà nó không bao giờ làm cho tôi quên được. Cũng ở tỉnh Bình Dương thì cái buổi tối ngày hôm đó thì là bạn bè tôi bảo với nhau rằng là tối ngủ phải nhớ móc hàng, phải nhớ móc mùng đàng hoàng, tức là lý do tại sao bởi vì rất là nhiều muỗi. Và tôi còn nhớ mãi một anh bạn của tôi, anh ấy có một cái câu thơ rất là hay. Cái câu thơ nói về con muỗi cắn mình. Anh cái câu thơ đó như thế này: vì mày tao phải đánh tao,
vì tao tao phải đánh tao đánh mày, tức là mình con muốn nó động động cái mình phải đọc cổ tay như vậy, tức là vì mày tao phải đánh tao. Đó là câu chuyện mà chúng tôi xin được kể với lại quý vị khán thính giả và với hai chị trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ xin phép được trở lại studio với lại hai bạn Kim Ngân. Anh Khanh có biết cách nào để mà mình trị muỗi đốt mà không cần tao đánh tao không anh? Không tao biết. Đánh mày hay tao đánh tao không? Em chỉ cho anh Khanh. Có một lần chị Quyên đi qua một cái nơi mà muỗi đốt là coi như đếm là tới mười mấy nốt luôn, trời mười ơi. Mấy cái đốt muỗi. Thì thuốc nào chữa vô afterbite hay cái gì bỏ vô nó cũng hết. Đến khi mà chị Quyên dùng dầu xanh, Kim Nhung, em thử lấy cái dầu xanh của mình á, dầu gió xanh á, thưa anh Khanh, anh chết đầy người anh, cái mùi nó nồng lắm, không có con muỗi nào nó sẽ đớp anh đâu, em bảo đảm với anh á, anh tin em đi, dầu gió con xanh nó cũng sợ, người kế bên ngồi chịu không còn nổi, chịu chi không con muỗi, khoan, khi mà chắc dạ vâng, anh cứ đốt, anh cứ thoa hết cái đùi của anh là chắc chắn chắc muỗi không có sơi anh. Dạ vâng. Nhưng mà sẵn khi anh nói mưa ngâu á, Kim Dung có cái câu hỏi rằng là tại sao người ta nói mưa ngâu? Mưa ngâu có phải là mưa nó dầm dã từ ngày này qua ngày kia hay là nó lâu không anh? Tôi thú thật rằng là tôi bây giờ hỏi tôi mưa ngâu, tôi không nhớ là mưa ngâu nó như thế nào. Tôi chỉ nhớ rằng hồi đó còn nhớ là khi mà người ta nói mưa ngâu thì người ta nói là vào mùng 3 ra mùng 7, tức là nó dầm dề, nó kéo dài à, như vậy, nó dầm tức là bắt đầu ngày mùng 3 mà đến ngày mùng 7 nó mới kết thúc, rồi sau đó lại vào ngày 13 rồi đến ngày 17 nó kết thúc, đại để là như vậy. Trong tháng 7 thì người ta nói là có 3 đợt mưa ngâu, mùng 3, mùng 7, 13, 17 và 23 và 27. Đó là tôi chỉ được nghe nói như vậy, chứ thật tình bây giờ tôi không nhớ là cái tượng mưa ngâu nó như thế nào. Đó là phải như vừa như vừa em mới biết là tại sao hồi nãy anh nói là mưa ngâu làm chi để mà chúng mình xa nhau. Tại vì mưa quá anh cũng làm biếng không đi thăm nàng. Thôi em chia tay nhưng rồi anh không, chúng ta đợi hết mưa. Nhiều khi có những cái chuyện mà mưa rất là buồn cười. Trời mưa mong mong phòng em đi lấy chồng anh ở với ai. Vâng thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói tới mưa, nói tới sáng cũng không hết. Là nói chuyện ngâu luôn á. Và bây giờ thì cho chị Quyên trở lại với bản tin cuối ngày thưa anh Khanh ơi. Vâng thưa quý vị, anh Khanh ngày hôm nay đó thì thượng đỉnh BRICS năm 2023 khai mạc tại Johannesburg, thủ đô của Nam Phi. Và thưa quý vị, BRICS là chữ ghép tên 5 quốc gia thành lập khối, bao gồm có Brazil, Russia tức là Nga, India tức là Ấn Độ, China tức là Trung Quốc và S đó là South Africa tức là Nam Phi. Và thưa anh Khanh, mục đích của cuộc họp thượng đỉnh năm nay là gì thưa anh? Câu trả lời là cái cuộc họp năm nay là đúng ra là cái cuộc họp cái khối BRICS này nó đã được thành lập từ năm 2010 và từ đó đến giờ họ luôn luôn cứ mỗi lần họp là họ nói họ có những cái mục đích. Và cái mục đích của năm nay nó không khác gì với mục đích của những năm trước, tức là nó nhắm vào hai việc. Việc thứ nhất là sẽ muốn mở rộng để thu nhập thêm hội viên, và cái điểm thứ nhì nữa là thưa với chị Diệu Quyên và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả là họ muốn có một cái đồng tiền để sử dụng chung ở trong khối thay cho đồng đô la của nước Hoa Kỳ. Và cái mục đích thứ ba là họ bảo rằng là nếu mà chúng ta phát triển mạnh thì có thể là chúng ta sẽ là một cái lực lượng đối đầu với là cái khối G7, tức là cái khối các cường quốc kinh tế của thế giới. Đó là những cái mục đích mà họ nói đến ở tại hội nghị sáng ngày hôm nay. Cảm ơn anh. Do như vậy thì liệu các mục tiêu được đặt ra có thực hiện được hay không thưa anh? Tôi nghĩ rằng là có được thì cũng có, nhưng mà không thì cũng có. Cái câu trả lời phải thú thật là như thế này. Bây giờ, hiện tại bây giờ thì tôi được nghe nói là có khoảng 40 quốc gia là tỏ ý là muốn tham gia vào trong khối, tức là họ sẽ là hội viên của BRICS. Nhưng mà trong đó thì chỉ không mới có được chừng 20 quốc gia là chắc chắn là sẽ tham gia. Thành ra là 50-50, đó là cái câu chuyện, cái mục đích thứ nhất. Cái mục đích thứ nhì ấy là họ bảo là làm sao mà chúng ta có một cái thành một cái khối mạnh, đủ mạnh để mà đối đầu với lại cái khối G7. Thì tôi thấy cái điều đó là điều rất là khó. Đồng ý rằng là 5 quốc gia này là tổng cộng là họ chiếm tới 1/4 dân số của thế giới. Nhưng mà khi mà chị nói chuyện về kinh tế thì tôi thấy rằng là nói chuyện dân số không chưa đủ, còn có nhiều cái yếu tố khác nữa, kể cả GDP, rồi là cái tổng sản lượng quốc gia, rồi là cái mức hàng hóa tiêu thụ, mức hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu, vân vân và vân vân. Thế nên tôi nghĩ là họ khó mà họ có thể làm được cái điều mà họ nghĩ, tức là họ đương đầu với lại khối G7.
Một cái điểm thứ ba nữa mà cũng cần phải thưa ở đây, tức là họ nói rằng là chúng ta sẽ có một, nếu mà chúng ta phát triển mạnh, chúng ta sẽ có một đồng tiền chung. Nhưng mà thưa với chị là cho đến giờ phút này thì không ai nghĩ rằng là họ có thể làm được cái điều đó. Đồng đô la vẫn là cái đồng tiền chủ chốt để mà giao dịch ở thị trường thế giới. Thành ra là chị phải để ý thấy là từ năm 2010 đến giờ, tức là họ luôn luôn họ nói cái chuyện đó, tức là họ luôn luôn họ nghĩ được là có thể thay đổi. Nhưng mà bây giờ đồng nào là cái đồng mà có thể đại diện cho khối để mà sử dụng? Có phải là đồng khoai đồng đồng nhân dân tệ của nước Mỹ, xin lỗi, của Trung Quốc, hay là đồng rút của Nga hay sao? Thì tôi thật là bây giờ họ họ không có được cái câu trả lời, chưa kể đến những cái yếu tố quan trọng khác. Hiện tại bây giờ là thế giới, là chúng ta đang có những cái tổ chức chẳng hạn như World Bank, tổ chức như là IMF, và những cái tổ chức này thì là cái phần đóng góp của nước Mỹ vô hai cái tổ chức này là lớn nhất. Thành ra nước Mỹ có tiếng nói rất là mạnh, và khi nước Mỹ đóng góp như vậy là đóng góp bằng đồng đô la, thành ra là nếu mà người ta tiêu thì người ta vẫn tiêu đồng đô la. Một yếu tố nữa, tức là cái điểm thứ tư, hiện tại bây giờ sau Covid-19, chị Kim Dung để ý thấy là Trung Quốc cũng gặp khó khăn, và Brazil cũng gặp khó khăn, Ấn Độ cũng gặp khó khăn, Nga thì cũng đang gặp khó khăn luôn. Thành ra làm sao để mà có thể đủ mạnh để mà có thể thay thế được đồng đồng đô la của Mỹ? Câu trả lời của tôi là không. Đó là hy vọng là đã trả lời được câu hỏi mà chị Kim Dung đặt ra. Dạ vâng. Thưa anh Khanh, ai cũng biết là thượng đỉnh BRICS mong muốn trở thành một khối kinh tế có thể đối đầu với G7, thì anh nghĩ sao về vấn Vâng. đề này anh Khanh? Rồi tôi không nghĩ được đâu, tôi nghĩ là rất là khó. Nhưng là lúc nãy vừa mới thưa cùng với lại chị Kim Nhung rằng là bây giờ là sau cái cơn đại dịch Covid-19 thì là hầu hết những quốc gia nào cũng gặp cái khó khăn cả. Trong nếu mà nói là những quốc gia mà may mắn mà có thể thoát được cái khó khăn thì hiện tại bây giờ cũng chỉ có Hoa Kỳ mà thôi. Nhưng mà Hoa Kỳ thì cũng đang phải đối phó với lại cái chuyện là lạm phát, chuyện giá cả, vật giá leo thang, vân vân và vân vân. Thành ra là lúc này là cái lúc mà họ chỉ lo để mà làm sao để mà cứu sống được nền kinh tế của nước mình, chứ đừng vội vã nói là cứu sống được nền kinh tế của thế giới. Thành ra bởi như vậy cái ước mong đó thì là một cái ước mong hay, và cái ước mong đó họ đã đặt ra ngay từ ngày đầu tiên, tức là hồi năm 2010 khi họ mới thành lập BRICS. Nhưng mà thưa với lại chị, cho đến giờ phút này thì tôi thấy là cũng chẳng đi đến đâu cả. Có lẽ biết đâu chừng là 5-10 năm nữa thì họ có thể đạt được. Nhưng mà ngay lúc này thì câu trả lời là no way Jose, đưa với lại chỉ dự kiến. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ vâng thưa anh, cả chục nhà lãnh đạo thế giới có mặt, nhưng mà riêng Tổng thống Nga Vladimir Putin lại vắng mặt. Ông ấy chỉ tham dự cái phiên họp qua video, vậy tại sao vậy anh? Tôi thấy là cái chuyện đó mọi người đều chú ý cái chuyện là tại sao ông Putin là một trong những ông mà tham gia, ông một trong ông ở nằm trong là trong quốc gia sáng lập mà bây giờ lại không có ông ở đó. Thưa chị, là bởi vì ông đang bị truy tố ra trước tòa án hình sự quốc tế về cái vụ liên quan đến chuyện cuộc chiến ở Ukraine. Thành ra là bây giờ ông để tránh cái trở ngại cho nước chủ nhà là South Africa, thành ra ông nói thôi tôi ở nhà và tôi tham gia là qua trực tuyến, cái dùng chữ mà bây giờ người ta hay dùng đó là thảo luận trực tuyến. Thành ra những ông kia thì có mặt tại chỗ nhưng mà ông Putin ở nhà. Nếu mà ông Putin ông đi á thì tôi nghĩ rằng là ông sẽ là Nam Phi sẽ gặp cái trở ngại, bởi vì Nam Phi nếu không bắt ông ta thì lúc đó thì Nam Phi cũng khó để mà nói chuyện với thế giới. Và ông Putin cũng hiểu rằng là nếu mà mình đi như vậy mà để cho một nước bạn của mình có chuyện khó khăn với thế giới thì cách hay nhất thôi mình ở nhà cho nó rồi. Nên nhớ ông Putin bây giờ chỉ đi được có một vài quốc gia thôi, chứ còn ông đi những nơi khác là trên nguyên tắc là ông đáp máy bay xuống thế là bị còng tay cây. Thưa với lại chị Kim Nhung. Vậy thì sự vắng mặt của ông Putin có cản trở ước mơ mở rộng khối hay không thưa anh Khanh? tôi nghĩ là một phần nào đó thì đương nhiên là có, bởi vì cái lý do rất là dễ hiểu. Ở trong đó là những quốc gia đó thì hầu hết là họ đều giữ cái thái độ trung lập liên quan đến vấn đề cái cuộc chiến ở Ukraine. Nhưng mà đương nhiên là cái cuộc chiến của Ukraine là sẽ là một chủ đề tài để thảo luận, bởi vì những cái thiệt hại, những cái mất mát của Nga nó gây ảnh hưởng chung cho những quốc gia hội viên, những quốc gia mà thân cận với nước Nga. Thành ra là bởi như vậy nên nhớ rằng là trong cái bài diễn văn mà ông Putin ông ấy đọc qua trực tuyến đó, là ông lên án thế giới, ông lên án về chuyện thế giới
cấm vận Nga, ông bảo rằng là quý vị cấm vận nước tôi là sẽ gây ảnh hưởng cho tất cả những quốc gia khác. Và đương nhiên là ông muốn yêu muốn nói rằng là quý vị gây khó khăn cho chúng tôi là những quốc gia đồng minh của chúng tôi, chẳng hạn những quốc gia là trong cái khối BRICS này, chắc chắn là họ sẽ gặp khó khăn. Đương nhiên chắc chắn điều đó có xảy ra từ với đại chính sự. Dạ vâng, em cảm ơn anh Khanh và hẹn gặp anh vào ngày mai, thưa anh. Xin cảm ơn anh rất là nhiều và xin cảm ơn đến khán giả đã theo dõi phần tin tức vào buổi tối ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị.